Ngày 16 tháng 1, Công an tỉnh Thái Bình cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình vừa triệt xóa đường dây giả danh công an, viện kiểm sát hoạt động tại Campuchia và thường gọi điện hù dọa người dân, yêu cầu nộp tiền vào tài khoản. Căn cứ tài liệu điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 19 người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm bị can gồm Trần Việt Bắc 30 tuổi, Trần Đình Hoàng 33 tuổi, cùng quê tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Thị Tuyết 24 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, Nguyễn Thu Trà 21 tuổi, Trịnh Đức Thắng 24 tuổi, Phạm Văn Đối 33 tuổi, Hoàng Xuân Lâm 23 tuổi, Nguyễn Văn Nam 24 tuổi, Nguyễn Đắc Huấn 30 tuổi, cùng quê tại thành phố Hà Nội, Trần Thị Lĩnh 33 tuổi, Đào Thanh Tùng 32 tuổi, Đặng Văn Mạnh 29 tuổi, Đào Văn Long 26 tuổi, Đào Văn Hiểu 42 tuổi, Đặng Văn Vinh 27 tuổi, Đào Anh Tuấn 26 tuổi, Đào Xuân Minh 27 tuổi, Trần Văn Ngọc 23 tuổi và Nguyễn Văn Tuyên 26 tuổi, cùng quê tại tỉnh Thái Bình. Trước đó, trinh sát Công an thành phố Thái Bình phát hiện đường dây lừa đảo hoạt động có tổ chức, thủ đoạn sử dụng công nghệ cao móc nối với người nước ngoài hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam ở trong nước với quy mô đặc biệt lớn. Cụ thể, các nghi phạm trong đường dây này đã giả danh cơ quan viễn thông ở Việt Nam liên lạc với bị hại, thông báo bị hại bị giả mạo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và nối máy trực tiếp đến cơ quan chức năng để trình báo. Sau đó, nhóm này giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát để hỗ trợ bị hại giải quyết vụ việc, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào số tài khoản rồi chiếm đoạt. Tính từ tháng 11 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền trên 28 tỷ đồng. Khi phát hiện nhóm các bị can nói trên di chuyển từ Campuchia về Việt Nam, Công an thành phố Thái Bình đã tiến hành bắt giữ. Hiện Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố Thái Bình phối hợp với các phòng nghiệp vụ mở rộng điều tra vụ án.